tri máy ngoài á là em thu 90%, còn tri máy hoàng kiên á là em thu 100%, cộng phí xe reset bảo hành 500.000. Ví dụ cái 12 đầu mắt này nè, nếu mà máy ngoài á là em thu tầm khoảng 14.700.000, máy sạc ít á là em thu 15.200.000, còn máy hoàng kiên á là em thu 16.300.000 đó. Còn 14 led này nè, nó là máy ngoài á là em thu 15.500.000, sạc ít á là em thu 16.000.000. Tương tự vậy, em đang bán ra là 17.200.000, sạc ít là 17.700.000. 14 đầu mắt á là máy ngoài á 128GB á là em thu 20.500.000, sạc ít á là 21.000.000, còn bán ra là 22.800.000, còn sạc ít á là 23.300.000. Đó là những cái giá em đang bán trade in. Anh em với việc cộng trừ đúng theo cái giá như thế là anh em trade. Và khi anh em trade in xong á là anh em đổi cái máy khác á là anh em được bảo hành 1 năm 1 đổi 1 nha. Và được chính sách thu lại lên đời bằng 100% giá bán lẻ nha. Chứ không phải là em trade in xong cái máy này, anh em đổi từ 12 rồi mắc sang 14 rồi mắc mà anh em chỉ được bao test cái máy này 30 ngày, bảo hành 3 tháng không có. Em bảo hành 1 năm, 1 đổi 1, tất cả là bằng cứng. Nút hư, loa hư, màn hư, chân sạc hư, men hư, phe đi hư, tất cả được 1 đổi 1. Ví dụ cái cây này, anh em đổi qua cây này đi, 12 rồi mắc mà anh em đổi qua cây 14 rồi mắc đi là chắc bù tầm khoảng 6.000.000 mấy á, khoảng 6.500.000 á. Đó, tầm khoảng 6.500.000. Đó là anh em lên 14 rồi mắc anh em dùng. Chính sách bên em đang làm có nhiêu đó thôi. Còn anh em muốn chính xác hơn, anh em lên cái Facebook của em á, anh em coi cái bài ghim đầu tiên á, có chính sách đầy đủ cho anh em đọc thì trên xuống dưới, và thông tin liên lạc đầy đủ thì trên xuống dưới. Còn anh em nên nhớ nha, máy ngoài là em thu 90%, máy hoàng kim thu 100%, và cũng một chính sách thôi. Chọn anh em được lựa mà, và không zin em tặng máy. Rồi, thế nha.